Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube cũng giống như kênh Facebook của Loa Màng Gỗ. Hôm nay em sẽ giới thiệu tiếp tục đến anh em một bộ dàn mini màng gỗ nữa đến từ thương hiệu của GVC. Đây là bộ GVC EX S5, một trong những cái bộ chùm cuối của dòng S, mấy cái dòng thương mại. Thì như anh em có thể thấy thì cái bộ S5 này thì trước đấy em bán cũng rất là nhiều rồi, hôm nay cũng chỉ có giới thiệu lại thôi. Bộ này thì nó là bộ chùm cuối nên là nó được tích hợp tất cả những cái tính năng gì cao cấp nhất và hiện đại nhất đến thời điểm bây giờ. Như anh em có thể thấy thì là con này nó có thể chơi được CD này, chơi được Bluetooth này, chơi được USB này. Đấy. Và có thể đọc được cả iPod, iPad, cái này kia thông qua cổng USB này được hết. Chỉ cần cắm vào là chúng ta có thể nghe nhạc thôi. Đấy. Ngoài ra thì nó cũng có kết nối của cổng AUX rồi là tuner, rất là nhiều tính năng đấy. Về cái phần thiết kế thì như anh em có thể thấy thì S5 nó có một cái thiết kế nhẹ nhàng hơn, thon gọn hơn tất cả những cái dòng S3 và S1. Và đặc biệt cái cặp loa của nó thùng rất là sâu đấy. Và cái tiếng của nó nghe cũng rất là tốt. Nói chung là cái bộ hiện đại nhất của dòng màng gỗ mà dòng S, Bluetooth cái này kia đầy đủ luôn đấy. Em thì cũng không giới thiệu nhiều nữa, thì bây giờ em sẽ mở cho anh em nghe thôi. Chứ còn đâu giới thiệu những cái bộ này nó cũng tương đối là quen thuộc rồi. Có những anh em mà chưa có được trải nghiệm thì nay em giới thiệu lên anh em nghe cho vui. Bộ này về thì nó đầy đủ phụ kiện nha anh em. Nó có remote zin này, dây loa zin rồi là sách vở đầy đủ hết.